Hả? Có động không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi kìa kìa. Ui ui, ui còn gì đấy? Ui chết tôi bạn ạ. Ui trời ơi. Đâu rồi? Cái gì đấy? Có động không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi kìa kìa. Bình tĩnh thôi, xem nào, có phải nó không? Đấy, chập tối rồi phát là nó ra đi kiếm ăn mà. Từ từ ơi, để xem kỹ đã. Từ ơi, để từ để anh sang anh xem nào. Trên đầu cái kinh chỗ này xấu quá. Ui ui xấu quá mình ạ. Đâu rồi? Vút nhanh không? Lắm. Ấy, có động không? Phải tay chặt xem nào. Ấy. Trời ơi, đồ vất ra kia rồi. Phải chạy theo phát. Bới ra. Bới bên trong. Hả? Ui, mẹ đúng có vết này rồi. Vừa nó đang vẫn thấy động đây đúng không? Em vẫn nhìn thấy gì? Bởi với đoạn giữa này, là sao? Ui, còn gì đấy? Ui, chết tôi bạn ạ. Trong bụi này nó có tổ ong mọi người ạ. Chết chà. Cái ong này ong gì ấy? Quá nguy hiểm. Trong này nó có tổ ong rồi. Ông bầu em ong đất nhỉ? Ui! Em ơi! Chân đi! Chân đầu chết! Rút cái bụi! Đây! Ui! Đâu ấy? Có bị đốt phát nào? Không. Đấy có con nó bố đây mà tình nữa nhà em gỡ mãi ra. Đâu rồi? Nhà ông, nó làm gì thế? Quản phát ở đây mà này. Đấy động chạy một vùng đấy là ngay. Ui, từ từ thôi. Xem nào, em tìm xem bên đấy nhá. Đã cũng không biết tỏ ông gì nhỉ. Tìm vào đấy nè, để anh xem là nó có vọt ra ngoài này không. Nó rõ ràng là nhìn thấy anh nhìn thấy nó chạy đây rồi. Có đang nó chỉ có ở trong cái bụi này, những cái bụi này thôi. Không nhanh như thế anh đến thế được. Kinh quá. Đâu. Bình tĩnh em ơi. Đâu chỗ nào? Đâu trên đây. Thế này á? Bình tĩnh không? Bình tĩnh. Từ từ, để từ từ đi đấy.
Ai ui, thật quá. Đâu chỗ nào? Ui trời ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Phi từ bên kia sang luôn à? Từ từ thôi, từ từ bình tĩnh nhé, xem nó đâu nào. Thế thì chỉ rút vào đây thôi, chỉ rút vào đây thôi. Xe nó có chạy ra ngoài không? Anh để gì bên đấy nhá. Ừ. Bữa nào đây phát luôn rồi. Anh dưỡng luôn. Chưa thấy gì, ôi con nết nốt đục kìa. Liệu nó chạy sang đây không nhỉ? Chắc là chưa đâu. Bình tĩnh. Bới ra này. Con lăng chỉ rút ở đây thôi. Ủa chỗ này cạn này. Cái gì đây? Nó chạy nhá, nó phi ra. Thật nó rút ở dưới này. Cửa động chỗ này xong đi. Cửa đâu? Bữa động đấy xong. Ui, đây đây. Ui, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây. Ui trời. Nằm in xuống dưới bùn luôn mọi người. Ui giời ơi. Đây này mọi người. Đấy, thấy rồi nhá. Đây. Ui giời này. Ui nó đội bùn đây này. Nó nằm nó chui hẳn xuống dưới bùn, nó đội bùn đây. Ui giời, nó đen xì, nó bóng lưng luôn này. Ui thấy. Thế có khả năng là vừa nó cứ ở kia phát nào nó nùi lại rồi. Hay quá nhỉ. Em xem đuôi nó đâu. Đuôi nó đâu. Đuôi đâu. Đấy mọi người ạ. Thì cái con chăn mà người ta thấy nó bỏ vào lùi đấy, anh em mình rình 3-4 ngày hôm nay rồi. Thì hôm nay bắt đầu mới phát hiện này. Đấy, và tầm chiều này nó đi ra nó kiếm ăn, thế mình phát hiện là nó chui ra thế nó phi sang mặn bên này. Đây này, núi bên này luôn mọi người này. Đấy. Đầu này nha, đầu này. Rồi, kéo, em kéo thôi. Cẩn thận nhá, thấy nó rút vào trong kia rồi. Ui, quá tuyệt vời luôn. Con này to nhây. Đấy. Người ta bảo như gốc cầu cũng đúng rồi. Thôi, kéo kéo, cẩn thận nhé, cẩn thận nó quay lại đây, đẩy. Kéo kéo em nó kéo nó nuôi ra ngoài này. Ui. Rồi. Từ từ. Ui giời này. Ui giời mọi người này. Từ từ. Đấy. Kinh mình của nó này. Ô, con này đang nột ra nột à. Nó sao vẫn nột à? Ôi. Thử ra ui. Đúng rồi, con này đang vẫn nột ra nột rồi. Lại nột tiếp à? À. Thế thì con này thì ra. Đây. Ui đầu đây. Ui đúng rồi, mắt mờ thật này. Đúng rồi, cái mắt này mờ thật này. Thế thì từ để nó trườn, em thả ra cho nó trườn ra đây. Cho nó trườn ra đây. Thế mà nó nhanh cực luôn. Đây rút cộng đây. Rút đây rồi. Để cho chui ra, để cho chui ra, rút ở trong cỏ thì là khá là khó đấy. Đấy, em xem nữa đầu đâu, nửa tóm lấy cái đầu này được, tóm lấy cái đầu được. Tóm đầu sợ anh không nuôi nó ra. Đấy, cuối cùng thì anh nói không sai mà,
Nếu con này là nó đã ra rồi đấy thì kiểu gì rình thì nó sẽ tiếp tục, nó vẫn còn ra tiếp. Thế là nó ở trong hang phát nó nào thẳng ra đấy luôn à? Nó nào ra mà em nhảy xem đuổi không kịp. Đất tôi bắn vào mắt không nhìn gì, không nhìn nó chạy chỗ nào. Em tóm xem đầu đâu, tóm đầu đâu. Cẩn thận nhá. Ui, ở khu vực này cá là cá. Ui, cẩn thận. Từ từ thôi, từ từ thôi. Quay tròn luôn mọi người. Quay tròn luôn. Cẩn thận nhé. Ây rồi. Đấy. Rồi. Úi giời. Úi giời. Rồi. Cầm được không? Thôi kéo kéo đi sang kia đi. Cuối cùng thì cũng bắt được nó mọi người. Con này chắc được 30 cân. Đúng ba. Đoán không sai. Nặng. 30 cân, hơn 30 cân. Ui xa, chén bóng đen xì luôn. Không hiểu rồi, bây giờ đồ hắn vẫn tít trong kia thì bây giờ làm được gì được. Mở qua đây. Hả? Không, bây giờ đưa đây anh giữ, xong bắt đầu này em chạy vào trong kia em lấy ấy đi. Chạy vào trong kia em lấy túi đi. Lấy túi mới lấy nàn nào đây. Đầu đâu? Cái đầu này. Rồi, ok rồi. Ôi, con này lại tiếp tục là một con nột tiếp mọi người. Ui. Con này lại tiếp tục là một con chăn nột tiếp. Thế là mấy hôm nọ ra nè. Là đi ra phơi đấy. Con đang là ra tầm đấy là chỉ đi ra phơi thôi. Nên là phơi để khô ra để nột này. Hôm nay là ra là chuẩn bị nột rồi. Ui, cái da nó khắm ấy, thôi rồi. Hôm nay là nột đấy. Nhưng mà lại ra này bởi vì anh em mình đi rình mấy hôm nay rồi, mấy hôm nó không ra. Hôm nay là bắt đầu là tầm chiều muộn rồi bắt đầu nó mới ra. Chiều anh em mình bắt đầu quyết định đi ra ngoài khu vực ngoài này để rình nhé. Thì ra là vừa ngồi đợi được một lúc khá là lâu thì thấy bạn ấy ra. Bạn nào qua cái thìa này đi sang bên đây luôn. Đấy. Ui à, con này nó quấn chặt có một người ạ. Khoa Lăng là Đức Dưỡng xin phép được khép lại cái video này ở đây thôi. Để Đức Dưỡng phải chuyển tay đi, không là nó chốc nó kẹp là rất là nguy hiểm về cánh tay mọi người ạ. Đấy. Thì cuối cùng là cũng bắt được rồi. Thế là quá tuyệt vời, con này khá khỏe luôn. Đấy. Thì hẹn mọi người video tiếp theo nhé.